nhức mỏi tay chân, khí huyết không lưu thông. Đừng lo, đã có Bảo Hoàng massage chân. Thảm massage siêu bền, siêu chắc, thiết kế nhỏ gọn tiện lợi, dễ dàng mang theo mọi lúc, mọi nơi. Bao gồm 6 chế độ massage thư giãn giúp bạn thoải mái thư giãn sau ngày dài làm việc. Đệm thảm dày và mềm mại tạo cảm giác thoải mái, chống mài mòn và chống xước. Sử dụng chất chống cháy ở nhiệt độ cao và vật liệu kỹ thuật chống cháy. Công nghệ tiên tiến hỗ trợ điều trị tích cực bệnh tiểu đường gây khó đi lại, massage chân, bắp chân, giúp thư giãn và làm thon gọn bắp chân. Đây là sản phẩm hữu ích dành cho những bạn làm văn phòng ngồi lâu hay những bạn công việc đi lại nhiều, hoặc đây sẽ là món quà ý nghĩa dành tặng cho người thân, đặc biệt là ông bà cha mẹ. Những người lớn tuổi thường bị những vấn đề về xương khớp khó ngủ. Đã có Bảo Hoàng máy massage cải thiện chất lượng cuộc sống. Này có tác dụng giảm béo rõ rệt nhưng không gây tác dụng phụ. Khuyến mãi duy nhất hôm nay giảm giá đến 50% dành cho 100 anh chị nhanh tay chỉ hôm nay thôi.